Xin chào các bạn, xin mời quý vị và các bạn cùng đến xã Xuân Long ăn cưới nhằm lẩu rồi nghe thi giao duyên. Đây là hai gái đẹp Bắc Giang nhé. Em nghe một tí nhá. Hai chị gái đẹp Phú Xá đây. Chị này không hát à? Chị này đội khăn mà hôm nay quên đội khăn à? Để em để máy ở đây thôi. Để đây gần quá, ồn quá. Đây chị ngồi đi. Đây đây, ngồi vào đây. Ngồi vào gần anh chú kia cho ấm. Chị ngồi đi, ngồi được mà. Thấy không chị? Được rồi nhờ. Hơi mờ nhờ. Hơi mờ tí hả? Hơi mờ tí. Cái chấm này là do ở máy thôi. Đấy. Không sợ đâu ra nó thác được. Ấy giờ hai gái xinh hôm nay không đội khăn rồi. Nhưng mà con như này chắc người ta thích thêm nhỉ? Thế con ba gái xinh này không hát à? Gái xinh này không có ai hát. Nhưng chị này đội khăn là xinh lắm đấy. Về tú là má lô ơi chị hòa. Có nhiều người xem không? Xin bảo anh nào về hát với chị đấy. Xin bảo anh nào về hát với chị đấy. Bên kia có hai ca to lắm thôi. Không, 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 không,
lần chiều đấy đầu tiên chỉ có lần ba đi lần nào cản đáp đúng thế hôm nay là con mới làm cái gì đó hả ô chúng ta cái đưa chơi lần làm cái đâu được đâu Hỏi là cái chất lỏng như là đàn bà nào
Xin gái đang đối đáp và xin với các anh Xuân Long phải không? Hai anh này Xuân Long rồi. Các hai nhà mà kiểu buồn lắm ở đây mấy không hát à? Không hát à? Chắc có, chẳng qua là bây giờ đây các chú kia đang hát rồi. Tí giờ tí các chú kia hát sau đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tưởng mà mình phiền nó là nó đai cả cổ đấy này. Tao ăn thế này, ăn thế này, tao ăn thế này. Đấy, mà. Tao ăn thế này. Tao ăn thế này. Tao ăn thế này. Bác này. Bác này. Quên này, nói chung là quên này,
đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn mà đưa cho tôi thì xin tôi cái đồ trách nhiệm. Chuyển đời xa, ba na
mi a tai o nhô. Đi nhảy thôi phải không? Bây giờ nó nhảy thôi nha. Vâng. Vâng.